Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thay đổi tên hiển thị của Gmail khi chúng ta gửi email. Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào tài khoản Gmail, sau đó chúng ta vào cài đặt. Hãy chọn cài đặt. Sau đó chúng ta chọn tài khoản và nhập. Ở đây, gửi thư bằng địa chỉ, ở đây chúng ta có thể thay đổi tên ở đây. Ví dụ như tôi là đặt tên như thế này. Chúng ta có thể chỉnh sửa thông tin. Đây, ở đây chúng ta có thể đặt tên hoặc chúng ta có thể tùy ý đặt tên ở đây. Ở đây tôi đặt như thế này. Sau đó chúng ta nháy vào lưu thay đổi. Như vậy, khi chúng ta gửi email, người nhận sẽ nhận được thông tin ở tên Gmail của chúng ta như thế này. Chào tất cả các bạn.